Bác sĩ ở Chi Linh thì xuống hát karaoke. Bộ này là bao gồm quả súp 18, bộ loa 615 và hệ thống mới này. Đấy, VS 3 kênh nhá, 2860, 30S, K95 bộ đồ, trong tiếng, DAC8 nhá, tức là thể má, một quả linh hồn VS và một mic. Thiếu bộ hát này là của một bác ở Thái Bình. Đây em trai này, bác sĩ đang hát thử bộ hát giao lưu. Bạn nào có nhu cầu lắp đặt bộ hát nhá, có trên dòng loa 615 liên hệ với em trên số máy 0936 583 40. Thực tế này, hát thế này thì bác đánh như bom. Một ca khúc của anh Ngọc Sơn, 6 4 5. Đừng em đi luôn gấu có ngọt ngào, đừng tôi đi. Họ đánh rất là vui, được mạnh mẽ, mềm mại, giọng ca sáng bay, lồng quệ lên tiếng nhạc. Bạn nào có tiền thì thích chương trình nên đầu tư sớm thôi nhá, đầu tư sớm thì được hưởng sớm. Âm thanh nó là một món ăn không thiếu được trong cuộc sống, tình tứ chứ tình. Có clip lưu lại làm kỷ niệm hình ảnh.